Bây giờ thì mình sẽ lên ở trên tháp Tát Tình. Thật ra thì ở trên này có một con suối cũng bé thôi, nhưng mà mùa hè này thì bé thế thôi, nhưng mà mùa đông ở đâu mùa mùa đây cũng là mùa hè, chính xác là mùa mà có mưa to rồi mà đúng không? Lại nhầm lắm rồi. Mùa mưa á thì thật sự cũng không thể bé được đâu, người có không đi qua được đấy. Ở dưới đấy thì có cầu, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ lên trên thác, một cái thác người ta gọi là động ở đâu tháp Tát Tình, có nghĩa là người ta nói là ở trên này chắc là ngày xưa có hai đôi rất là yêu nhau ở trên này đó. Rồi mình sẽ vừa đi vừa quay cho các bạn thấy nhé, mình sẽ quay con đường lên trên đó xem như nào. Thật sự là cũng rất là khó nhá, đi không phải dễ gì đâu. Đây các bạn thấy chưa, đường thì cũng khá là ít người lên trên này, đường cũng bé bé thôi đấy. Ô, cây cỏ mọc ra đầy đường, không ai dọn, có lẽ là trên này không có ai quản lý. À, không thu vé gì thì chắc chắn không ai quản lý, không ai dọn dẹp rồi đúng không? Cơ bản là chúng ta lên trên này thì ai cũng phải tự giác một chút, hãy dùng cánh đôi tay của mình á vặt một chút những cái cây cỏ ở bên cạnh mình đi. Nếu mà ai đi một lần mà vặt một phát như thế thì có lẽ là 100 người đi một lần về thì con đường này đã sắm bóng lên rồi, không có cây cỏ này nữa đâu. Ôi thật sự là rất là lên dốc hết cỡ luôn nhá, quá là dốc luôn. Rồi ôi, toàn là bậc thang thôi các bạn, bậc thang lên rất là khó luôn. Ồ, hai em đi tắm về à? Vâng, hai em đi tắm về. Rồi ở trên này vẫn có rất là nhiều người ta lên trên này chơi và tắm rửa nhá. Ôi, nó mới còn lên thế này này các bạn. Mình lên từ dưới kia lên rồi. Thật ra thì mình là một con người hay leo núi nhá. Trước thì mình học về rừng ấy, học về quản lý tài nguyên rừng nên là mình hay lên núi. Mình cũng lên tốt lắm, không ê oải như thế này đâu. Giờ mình có đi một tí ở dưới kia lên thôi, nhưng mà chân mình sắp không biết nổi rồi. Rồi cứ sóng như thế này không biết là cuộc đời này sẽ đi đâu về đâu ấy. Chà thật là khỉ khô thật. Rồi cũng vẫn đi tiếp nhá, không hề có một chút dừng nhá, chắc còn lâu lắm nó mới tới á. Ôi trời ơi, không hề đơn giản, không hề gọi là nhẹ nhàng gì nhá. Trời ơi, không đi nổi rồi. Rồi lên một chút cho các bạn thấy. Cạnh này nhá, đây cũng là đồi thông. Cây thông ở đây cũng chưa lớn lắm, năm vừa vừa thôi, nhưng mà cũng may là vào trong rừng thông này đi ạ. Không có rừng thông à, đảm bảo không đi nổi đâu. Nắng nóng cực kỳ luôn. Chà mà đây vẫn còn đi tiếp nhá, một khúc cua ở đây, một khúc cua ở đây nữa. Gì mà át chiến thế. Như thế này ai mà đỡ nổi ha. Rồi thôi mình không quay nổi rồi, mình nói thế thôi nhá. Rồi con đường này mà mình một ngày mình lên 2-3 lần thôi, một ngày lên một lần chiều hoặc buổi sáng thôi, thì cứ đi 30 ngày trên một tháng chắc sẽ khỏe lắm đấy. Rồi